Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương PACAS cho biết sẽ triển khai 1/5 tổng số máy bay tiêm kích tàng hình F-22 hiện có đến Thái Bình Dương. Đích đến của những chiếc F-22 này là các căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam và đảo Tinian trên Thái Bình Dương. Phi đội F-22 Raptor sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự hùng hậu mang tên Chiến dịch Thái Bình Dương Sắt Pacific Iron 2021 được Mỹ tổ chức vào cuối tháng 7. Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương tuyên bố sẽ điều động hơn 35 máy bay và ít nhất 800 phi công trực thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tham gia chiến dịch sắp tới. Đây là sứ mệnh được triển khai dựa trên tinh thần chiến lược quốc phòng Mỹ năm 2018 với mục tiêu đối phó Trung Quốc, đặc biệt là âm mưu quân sự hóa của chính quyền Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Tướng Ken Wisbeck, tư lệnh PACAS cho hay, chiến dịch chuẩn bị diễn ra ở Guam và đảo Tinian đánh dấu mốc lịch sử trong việc điều động F-22 tại khu vực thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều F-22 Raptor được triển khai cùng lúc thế này tại khu vực này, Raver dẫn lời tướng Wisbeck. Tướng Lansing Finch, giám đốc các hoạt động không quân và không gian mạng của PACAS cũng cho rằng những hoạt động này là rất quan trọng trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hồi đầu năm 2021, 4 chiếc oanh tạc cơ B-1B Lancer từ Texas được triển khai đến Guam nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ huấn luyện của PACAS với lực lượng các nước đồng minh đối tác. PACAS xác nhận, ngay sau khi triển khai đã điều một số oanh tạc cơ B-1B bay đến Biển Đông nhằm hỗ trợ duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Lực lượng này còn nhấn mạnh chuyến bay không liên quan hoạt động thực thi tự do hàng hải, mà là hoạt động thông thường trong không phận quốc tế và theo luật pháp quốc tế. Trước đó, mạng theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Aircraft Spots đã thông báo trên Twitter rằng hai chiếc B-1B đã bay một vòng từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam đến Biển Đông. Dù những chiếc F-22 được điều động đến Guam lần này đều xuất phát từ căn cứ hỗn hợp Langley Austin ở bang Virginia, nhưng theo chuyên gia Dylan Miyasov của Mỹ, đây là một phần trong chiến lược dịch chuyển lực lượng của Mỹ. Chuyên gia này cho biết, cùng với F-22 từ Mỹ sẽ có một số đáng kể lượng vũ khí và lực lượng từ căn cứ tại Nhật Bản sẽ được chuyển đến Guam trong thời gian tới. Mỹ đã trao trả gần 4.000 hectare đất đai tại miền Bắc Okinawa trong một buổi lễ hồi cuối năm 2016. Theo lời vị chuyên gia này, căn cứ hải quân đánh bộ sẽ được điều chuyển từ Okinawa đến Guam, hòn đảo thuộc phía Tây Thái Bình Dương. Dù sự dịch chuyển này có thể giúp Mỹ tăng khả năng hiện diện tại Biển Đông và những khu vực xung quanh, nhưng đối với các nhà lãnh đạo Mỹ thì đây được coi là một bước đi đầy khó khăn, bởi khoảng cách từ Okinawa đến Guam khoảng 2.278 km. Đảo Guam cách Honolulu 6.160 km về phía đông, cách Manila, Philippines khoảng 2.880 km về phía tây và cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản 2.430 km về hướng bắc và phía nam cách Sydney của Australia là 2.000 km. Theo đó, Guam cách các trọng điểm lớn ở châu Á-Thái Bình Dương không quá 6 giờ bay là ít hầu giao thông trên biển giữa Biển Đông, Australia và Đông Nam Á. Trong Thế chiến thứ hai, từ căn cứ Guam, quân đội Mỹ đã điều khoảng 1.000 máy bay B-29 tới Nhật Bản để ném bom. Cũng từ Guam, các máy bay Mỹ đã có cánh với hai quả bom nguyên tử để hủy diệt Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945. Kể từ đó, căn cứ này ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực và trên thế giới. Guam có thể đáp ứng được 5 yêu cầu chủ yếu của chiến dịch viễn chinh. Một là tập kết nhanh toàn bộ tiềm lực chiến đấu hiện có của lực lượng liên quân đến khu vực chiến sự nhằm giành thế chủ động. Hai là khôi phục tiềm lực chiến đấu thông qua hoạt động đảm bảo hậu cần trong thời gian từ 24 đến 72 giờ đồng hồ. Ba là đưa lên tuyến trước hai tiểu đoàn hải quân đánh bộ hoặc lục quân di chuyển trên phương tiện đổ bộ để chiếm lĩnh bàn đạp đổ quân. Bốn là đáp ứng nhu cầu đảm bảo hậu cần cho hai lữ đoàn trên bờ. Năm là đảm bảo rút nhanh một lữ đoàn ra khỏi bàn đạp trên bờ, khôi phục khả năng chiến đấu cho lữ đoàn để đáp ứng yêu cầu tiếp tục chiến đấu ít nhất trong 30 ngày. Lực lượng Mỹ ở Guam chủ yếu tập trung tại ba căn cứ lớn là căn cứ hải quân Apra Harbor, căn cứ không quân chiến lược Anderson và căn cứ không quân của hải quân Agana. Apra nằm ở phía tây Guam, là hải cảng tự nhiên với diện tích mặt biển khoảng 18 km2, sâu 10 m, có 15 cầu cảng dài 790 m, có khả năng neo đậu cho 50 tàu chiến. Đây là cơ sở chỉ huy tiền phương, cơ sở chữa trị tàu thuyền và bảo đảm hậu cần cho hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Đây là cảng duy nhất ở Guam có thể sử dụng cho các tàu hải quân Mỹ và của Bộ Tư lệnh Vận tải Biển. Trong cảng có xưởng tu sửa các loại tàu chiến của cụm chiến đấu tàu sân bay, trên 100 kho chứa vũ khí, trang thiết bị quân sự. Cất giữ và chứa được cả vũ khí hạt nhân, kho chứa khoảng 160.000 tấn nhiên liệu dự trữ.
Tàu ngầm Mỹ thường neo đậu ở đây gồm 3 tàu lớp Los Angeles, gồm USS City of Corpus Christi, USS Houston và USS Buffalo. Nằm ở phía đông bắc Guam với diện tích 66,8 km, căn cứ Anderson có hai đường băng dài 3.416 m, rộng 61 m, có khả năng chứa được 150 máy bay ném bom chiến lược B-52H, B-1B và B-2A. Đây cũng là nơi đồn trú của hàng chục đơn vị hoạt động hỗ trợ cho Bộ Tư lệnh Chiến trường Thái Bình Dương, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội 7, Hạm đội 5 và đặc biệt là Bộ Chỉ huy Mỹ ở Tây Thái Bình Dương và Đông Bắc Á. Căn cứ Agana nằm ở miền trung Guam, diện tích 10,5 km vuông, có hai đường băng lần lượt dài 3.050 m và 2.414 m, rộng 14 m, có thể chứa được 180 máy bay các loại. Đây là các căn cứ máy bay trinh sát và máy bay chống ngầm chủ yếu của quân đội Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Ngoài ra, Guam còn có các tàu đổ bộ chuyên chở lực lượng đến khu vực chiến sự, các tàu chiến mặt nước cỡ lớn để bảo vệ và yểm trợ cho lực lượng này, các phương tiện chuyên dụng để vận chuyển vũ khí, khí tài tập kết trước khi tham gia chiến dịch, các tàu chở nhiên liệu và tàu tiếp tế tổng hợp, trực tiếp đảm bảo hậu cần cho đơn vị tham gia chiến dịch. Nhìn chung, Guam là một siêu căn cứ quân sự của Mỹ, có thể bảo đảm hậu cần và bổ sung lực lượng dự trữ cho lực lượng triển khai nhanh, trong đó có các cụm đột kích tàu sân bay và cụm đột kích dã chiến, các lữ đoàn đổ bộ đường không và đột kích của lục quân, không quân tầm xa, các phương tiện đột kích, vận tải đường không và vũ trụ. Lầu Năm Góc tính toán rằng, trong trường hợp xảy ra tình huống phức tạp tại châu Á-Thái Bình Dương, trong thời gian ngắn nhất, Mỹ có thể huy động được từ 10 đến 11 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Los Angeles, 80 tên lửa Patriot. Hệ thống đảm bảo hậu cần và đảm bảo chiến đấu của Mỹ tại Guam và trên biển trong khu vực sẽ tăng cường tiềm lực, đặc biệt là nâng cao khả năng chiến đấu, sức cơ động chiến lược và chiến thuật để đảm bảo cho quân đội Mỹ xử lý các tình huống nói trên.